Chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Xoay Cầu Miền Bắc của mình. Và kênh của mình là Long Mạch XMB. Hàng ngày thì mình sẽ chia sẻ cũng như gửi đến tất cả mọi người vị trí của dàn đề 20 số, lô khung 2 số cùng với những cầu lô, cầu đề siêu chuẩn và bất bại. Mình sẽ chia sẻ cho mọi người tham khảo hàng ngày từ thứ hai cho đến ngày chủ nhật. Và có một cái chi tiết nhỏ muốn gửi tất cả mọi người đang theo dõi video đây. Đó chính là cái lịch mở thưởng của cái thứ trong tuần. Thì đối với ngày thứ 2 và thứ 5 sẽ mở thưởng tại Hà Nội, thứ 3 tại Quảng Ninh, thứ 4 tại Bắc Ninh, thứ 6 tại Hải Phòng, thứ 7 tại Nam Định và chủ nhật tại Thái Bình. Và để có được công thức đề khoa học và đạt tỷ lệ từ 80 cho đến 90% cho bảng kết quả mở thưởng và giải đặc biệt của buổi chiều ngày hôm nay là thứ 7 ngày 30 tháng 9. Thì lát nữa mình sẽ phân tích cho mọi người về vị trí của đường cầu giải đặc biệt 12 số để chúng ta tham khảo và chơi trực tiếp cho buổi chiều của ngày hôm nay. Và ở video gần đây nhất thì mình cũng có chia sẻ cho mọi người về đường cầu chạm tổng để chúng ta tham khảo và chơi cho 2 ngày là ngày thứ 5 và ngày thứ 6. Thì chúng ta cũng chiến thắng được cả 2 ngày đó và kể cả vị trí của đường cầu trong thủ lô cũng vậy. Và như mọi người có thể nhìn thấy, đây là cái video mà mình đã chia sẻ cho mọi người ở ngày trước. Đây, mọi người chú ý cho mình vào cái video thứ 2 này nhá. Đây, 1, 2 này, video thứ 2 này. Mình có chia sẻ cho mọi người về vị trí chạm tổng này. Đó. Rồi. Thì mình có gửi đến tất cả mọi người về vị trí của chạm 0 và tổng 0 cũng như chạm 8, tổng 8 để chúng ta chơi vào 2 ngày là thứ 5 và thứ 6. Mình có ghi khá là rõ ở đây là chỉ chơi vào ngày thứ 5 và ngày thứ 6 thôi. Đó. Thì ngày thứ 5 trả về chúng ta là con số 98. Thì chúng ta cũng trong dàn chúng ta cũng đã có được thứ nhất là chạm 8. Thứ hai là cái cặp 8998 ở đây. Và ngày hôm qua là ngày thứ 6 thì trả về chúng ta là con số kép 44. Thì đối với vị trí kép 44 ấy thì báo cho chúng ta là vị trí của tổng 8. Vậy đường cầu này chúng ta chơi 2 ngày thì ăn cả 2 ngày luôn. Và kể cả vị trí của đường cầu trong thủ lô cũng vậy. Chúng ta đang chiến thắng thông ở vị trí đường cầu lô. Ở video của buổi trưa ngày hôm qua thì mình cũng có gửi đến mọi người đó chính là về vị trí của cặp trong thủ lô là vị trí cặp 191. Mình có đưa ra chơi khung 2 ngày là ngày hôm qua và ngày hôm nay. Đó, và mình cũng có nhấn mạnh cho anh em là anh em có thể là tập trung cho mình vào ngày hôm qua luôn. Đó, mình có ghi cho anh em chú ý khá là rõ. Mọi người có thể là theo dõi cái video này. Đây, cái video mới nhất lúc 22 giờ trước này. Mình có chia sẻ anh em cặp song thủ lô 1991 và nhấn mạnh cho anh em là chơi trực tiếp vào ngày hôm qua. Thì bảng kết quả mở thưởng ngày hôm qua thì cũng đã trả về chúng ta. Đó chính là về vị trí con số 19 ở đây. Đó, đầu 1 thì có 18 và 19. Xong thủ lô chúng ta chiến thắng thông rồi. Đó, vừa ngày hôm kia, ngày hôm kia chúng ta cũng chiến thắng được vị trí của 5665. Rồi, và tiếp tục đối với những cái con số và những cái đường cầu trong buổi chiều ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến mọi người hai đường cầu giải đặc biệt. Và những cái chiến thắng thông như này thì trước khi mình chia sẻ thì mình cũng mong rằng là mọi người hãy, sau khi mọi người theo dõi xong video thì mọi người hãy nhớ bấm cho mình một like. Đó, mọi người nhớ bấm cho mình một like ở đây để video của buổi trưa ngày hôm nay đạt là 500 like mọi người nhá. Và có những cái đường cầu nào hay, có những cái đường cầu nào đẹp thì mọi người hãy bình luận comment xuống bên dưới video để cho tất cả mọi người cùng biết. Rồi, và quay trở lại với đường cầu và những cái con số dành cho buổi chiều ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về vị trí của đường cầu giải đặc biệt 12 số trước. Rồi, đối với cái đường cầu này thì chúng ta cũng sẽ nhìn nhận lại đây. Đây cũng chính là cái vị trí của cặp song thủ lô mình có đưa cho mọi người này. Ngày 29 và ngày 30. Đó, mình có thể là tập trung vào ngày 29 luôn. Còn đối với bạch thủ lô xiên 2 thì mọi người cần chơi cho mình khung 2 ngày. À, đúng rồi. Là ngày thứ 6 và ngày thứ 7. Tức là chúng ta cần chơi cho buổi chiều ngày hôm nay nữa. Thế nên là video của buổi chiều ngày hôm nay thì mình sẽ không lên cho anh em ở vị trí cầu lô với cầu xiên. Bởi vì chúng ta vẫn đang còn khung ở đây. Còn đối với đường cầu giải đặc biệt thì mình cũng sẽ chia sẻ cho mọi người ngay sau đây. Rồi, thì đối với cái đường cầu đó để chúng ta hiểu được về nguyên lý chạy thì chúng ta sẽ cùng mình quay trở lại với bảng kết quả mở thưởng của cái ngày số phát điểm là bắt đầu từ thứ 7 của ngày mùng 2 tháng 9. Và cái công thức của đường cầu này chạy như thế nào? Tức là đây là bảng kết quả mở thưởng của ngày mùng 2 tháng 9. Chúng ta sẽ áp dụng vào đây để nhận định cho thứ 7 của tuần sau cái ngày mùng 2 tháng 9 này. Thì đó chính là thứ 7 của ngày mùng 9 tháng 9 nhá. Đó. Rồi.
Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với ngày mùng 2 tháng 9 này. Đây là mình đang thống kê lại từ xuất phát điểm của đường cầu này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ lấy cho mình như sau. G6.3, lấy cho mình tất cả những con số nằm trong G6.3. Rồi, chúng ta có G6.3. Chúng ta kết hợp cho mình như sau. Đối với vị trí lựa chọn ở đây, đó chính là G5.2, lấy cho mình con số thứ 3. G5.2. Và vị trí của G6.2 cũng lấy cho mình là con số thứ 3. Thì trước hết ở vị trí của G6.3, chúng ta có con 1, con 9 và con 5. Có 1 này, có 9 này và có 5. Chúng ta kết nối với bên này. G5.2 lấy cho mình là con số thứ 3. Đây là G5 này, chấm 2 này. 1, 2, 3, chúng ta có cho mình lấy con số 0 này. Và còn vị trí của G6.2. G6.2 lấy cho mình con số thứ 3 này, 1, 2, 3, chúng ta có đây con số thứ 2. Rồi, bây giờ chúng ta đi kết hợp cho mình hai cái vị trí này lại với nhau. 1 kết hợp sang thì chúng ta sẽ có là cặp 1, 0, 1, cặp 1, 2, 1. Con 9 thì chúng ta có 9, 0, 9, 9, 2, 9. Tương tự 5 thì chúng ta sẽ có là 5, 0, 5 và cặp 5, 2, 5. Cái dàn này để chúng ta nhận định cho thứ 7 của tuần sau, cái ngày mùng 2 tháng 9 này. Thì với vị trí này là ngày mùng 9 tháng 9 trả về, đó chính là giải đặc biệt 52. Thì trong dàn chúng ta đã có được cái vị trí của cặp 525 ở đây. Sau khi chúng ta ăn được cái vị trí của đường cầu này nhá, chúng ta lại tiếp tục áp dụng vào thứ 7 của ngày mùng 9 tháng 9 để nhận định cho thứ 7 của tuần sau ngày mùng 9 tháng 9 này nhá. Rồi thì chúng ta sẽ có đây cho mình là G6.3 này. Ở bên này chúng ta có G5.2 và vị trí của G6.2. Tiếp tục, ở vị trí của G6.3 chúng ta có đây là con 1, con 4 và con 9. Con 1 này, con 4 và con 9. Rồi, bên trên G5.2 chúng ta lấy con số thứ 3. 1, 2, 3, chúng ta có con số 2. Và vị trí của G6.2 chúng ta cũng lấy cho mình con số thứ 3. 1, 2, 3, chúng ta có cho mình con số 3 ở đây. Kết hợp lại với nhau, chúng ta cũng có tương tự cho mình là cặp 1, 2, 1, vị trí của cặp 1, 3, 1, vị trí của 4, 2, 4, vị trí của cặp 4, 3, 4. Tương tự 9, chúng ta có vị trí của 9, 2, 9 và chúng ta có vị trí của 9, 3, 9. Rồi, thì đến với thứ 7 của tuần sau ngày mùng 9 tháng 9 đó, thì đó chính là thứ 7 của ngày 16 tháng 9, thì trả về 24, giả đặc biệt trả về 24 ở đây. Đó, thì trong dàn thì chúng ta cũng đã có được cái vị trí của cặp 4224 ở đây này. Đó. Vậy 2 tuần chúng ta đã ăn được cái đường cầu này. Tiếp tục đến với tuần thứ 3. Sau khi ăn 24 xong, chúng ta lại áp dụng này. G6.3 này. Kết hợp ở đây chúng ta có G5.2 và G6.2. Rồi. Với vị trí của G6.3, chúng ta có cho mình ở đây là 7 và 0. Chúng ta có 7 và 0. Chúng ta kết nối cho mình với vị trí của G5.2. Chúng ta có cho mình ở đây là con số thứ 3 nhé. 1, 2, 3. Chúng ta có 7. Tiếp tục G6.2. Chúng ta lấy cho mình con số thứ 3. 1, 2, 3. Cũng có con số 7. Vậy 7 đây đã có rồi. Vậy chúng ta có vị trí của tứ thủ đề. Tứ thủ đề kết hợp ở đây thì chúng ta sẽ có là kép 77, 22 và vị trí của 0 thì chúng ta có 707. Đó. Thì đến với vị trí của bảng kết quả mở thưởng của thứ 7 tuần tiếp theo sau cái ngày 16 tháng 9 đó, thì đó chính là bảng kết quả mở thưởng của thứ 7 ngày 23 tháng 9 ở đây. Đây, mọi người nhìn kỹ cho mình ngày 23 tháng 9 thứ 7 đây. Thì trả về là kép 22. Thì trong dàn chúng ta đã có được cái cặp số là kép 7722 ở đây. Đúng không? Đó, vậy là chúng ta chiến thắng tiếp tục ở vị trí của tuần thứ 3. Thì đến với tuần tiếp theo là tuần thứ 4 thì sẽ báo dành cho thứ 7 của buổi chiều của ngày hôm nay. Thì để lựa chọn được thì chúng ta sẽ quay trở lại với bảng kết quả mở thưởng của thứ 7 tuần trước. Đó chính là cái ngày 23 tháng 9 sau khi chúng ta ăn vị trí của kép 22 ở đây. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ có cho mình này. Đây, thì chúng ta sẽ có cho mình là ở đây là cầu đề 12 số.
dành cho ngày 30 của tháng 9. Rồi, chúng ta sẽ có cho mình này G6.3 kết hợp với vị trí của G5.2 và vị trí của G6.2. Đối với vị trí của G6.3, chúng ta sẽ có những con số như sau. Chúng ta có con 3, con 7 và con 5. Chúng ta có 3 này, có 7 và có 5. Kết hợp ở bên G5.2, lấy con số thứ 3, 1, 2, 3, chúng ta có con số 5. Và ở vị trí của G6.2, chúng ta lấy con số thứ 3, 1, 2, 3, chúng ta có con số 2. Và chúng ta sẽ đi kết hợp lại với nhau. Thì chúng ta sẽ có này, ở vị trí của 3 kết hợp, chúng ta sẽ có là vị trí của 3, 5, 3. Vị trí của 3, 2, 3, 2. Tiếp tục 7, chúng ta có 7, 5, 7. Và 7, 2, 7. Cuối cùng là 5, chúng ta có kép 5, 5, 0, 0. Và chúng ta sẽ có là vị trí của 5, 2, 5. Đó. Thì đây là về vị trí của đường cầu dài đặc biệt 12 số. Thì anh em có thể lưu lại cho mình. Đó. Và đường cầu này thì chúng ta là cầu đề ở ngày thứ 7. Được chưa? Cầu đề ngày thứ 7 anh em nhé. Mọi người có thể lưu lại cho mình cái đường cầu này. Ok, đường cầu dài đặc biệt 12 số này nhé. Và sẽ có cho mọi người một cái đường cầu nữa cũng khá là hay. Đối với cái đường cầu này thì chúng ta cũng sẽ cần nhận định lại 2 tuần. Đường cầu này thì nó sẽ nhiều số hơn một chút. Và chúng ta cũng chỉ chơi cho mình là 2 ngày thôi. Và chúng ta cũng chỉ chơi cho mình là... Mình xin lỗi là chúng ta cũng chỉ chơi cho mình là duy nhất trong buổi chiều ngày hôm nay thôi. Mọi người nhá. Rồi, mọi người lưu lại cho mình cái đường cầu này đi. Rồi thì sau khi mọi người đã lưu lại cho mình những cái đường cầu này rồi, thì bây giờ thì mình sẽ đi phân tích cho mọi người ở cái đường cầu thứ 2 để nó giải đặc biệt này. Cái đường cầu này thì chúng ta cũng lại tiếp tục áp dụng bằng kết quả mở thưởng theo thứ. Tức là ví dụ chúng ta lựa chọn cho buổi chiều ngày mai là thứ 7 thì chúng ta cũng sẽ cần áp dụng vào bảng kết quả mở thưởng của thứ 7 tuần trước. Thì đây, mình sẽ chứng minh luôn là ví dụ để xuất hiện được cái con số kép 22 này đó, thì chúng ta cũng lại cần phải quay trở lại với cái bảng kết quả mở thưởng của thứ 7 một tuần trước đó nữa đây nhá. Đây là ngày mọi người nhìn đây, đây ngày 23 tháng 9 nhá. Rồi, thì chúng ta sẽ quay trở lại này. Đây, đây là bảng kết quả mở thưởng ngày 16 tháng 9 để nhận định cho ngày 23 tháng 9 nhé. Lấy cho mình vào bộ của giải đặc biệt G đặc biệt này. À, mình xin lỗi là G1. Đây là G1 nhé, đây giải nhất này. Đó, mình sẽ xóa vị trí đi, chúng ta có giải nhất này. Kết hợp cho mình với G3, G3.3, G3.6 và G4.4. Đây, G3.3 này, đó, G3.6 này và G4.4. Ok. Rồi thì bây giờ công thức như thế nào? Trước hết là giải nhất thì chúng ta có 9, 8, 2. Và chúng ta có 9 này, có 8 và có 2. Kết nối ở đây. G3.3 chúng ta lấy cho mình con số đầu tiên. Thì đây được G3.3. Lấy cho mình con số đầu tiên thì có được con số 2. Tiếp tục G3.6 cũng lấy cho mình là con số đầu. Thì bên dưới này chúng ta có con số 7. Và G4.4 cũng lấy cho mình con số đầu tiên thì con số 2. Thì 2 đây đã có rồi. Nó trùng với G3.3. Thì chúng ta lại kết nối lại với nhau. Đó. Thì chúng ta sẽ được là 929 ở đây. 979. 828. 878. Kép 2277. Và cặp 272. Đó. Rồi thì chúng ta cũng lại chiến thắng được cái vị con số kép 22 nhá. Cái ngày thứ 7, ngày 23 tháng 9 mình đã thống kê cho anh em đây rồi. Là cặp kép 2277. Rồi, mình cũng sẽ thống kê cho mọi người một cái tuần nữa để anh em hiểu sâu với đường cầu này. Thì cái ngày 16 tháng 9 trả về 24 chúng ta biết rồi đúng không? Đây. Thì vẫn áp dụng công thức này nhá. Quay trở lại với tuần trước đó nữa. Là ngày 9 tháng 9 để nhận định cho ngày 16 nhá. Thì vị trí của G1 này. Đó, chúng ta kết hợp đây cho mình là G3.3. G3.6 và G4.4. Đó. Thì chúng ta sẽ có này. Trước hết là G1 chúng ta có 1, có 6, có 4 và có 5. Có 1, 6, 4 và 5. Rồi, kết hợp bên G3.3.
Vị trí của G3.3 lấy con số đầu có con 1 này. G3.6 lấy con đầu có con 2 này. Và G4.4 lấy con đầu có con 8 này. Đó. Chúng ta sẽ có ở đây 1, chúng ta có kép 11, kép 66, 121, 181, 6 chúng ta có 616, 626, 686, 4 thì chúng ta có 414, 424, 484, 5 thì có 515, 525 và 585. Đó. Đây, chúng ta đã chiến thắng được cái vị trí đường cầu này dành cho cái vị trí của cặp số 4224 cho cái ngày 16 tháng 9 rồi nhá. Đây. Đó. Con số 24 đây. Rồi thì bây giờ cái công thức đường cầu này thì bây giờ mình sẽ áp dụng vào thứ 7 tuần trước để nhận định cho thứ 7 tuần này. Thì thứ 7 tuần trước đó chính là cái ngày 23 tháng 9 nhá. Đây. Ngày 23 tháng 9. Rồi. Chúng ta sẽ có ở đây cho mình à cầu đề ngày 23 tháng 9. Mình xin lỗi. Cầu đề ngày 23 tháng 9 này để nhận định cho ngày 30 tháng 9. Đó. Chúng ta có ở đây chúng ta có G1. Kết hợp ở đây, chúng ta có vị trí của G3.3, G3.6 và G4.4. Đó. Rồi, liên nhớ cho mình đây là nhận định cho ngày 30 tháng 9 nha. Thì ở vị trí của G1 chúng ta xuất hiện những cái con số sau này. Con 9, con 8 và con 7. Chúng ta có 9 này, có 8 và có 7. Và chúng ta kết hợp cho mình ở đây. G3.3 chúng ta lấy cho mình con số đầu tiên thì có là con số 1. G3.6 chúng ta cũng lấy cho mình con số đầu tiên có con số 3. Và G4.4 lấy cho mình con số đầu thì có con 3. Thì nó trùng với G3.6 rồi. Vậy thì cái đường cầu này nó không có quá là nhiều số cho anh em. Đó, 9 thì chúng ta sẽ có là 919, 939. 8 thì chúng ta có 818. Chúng ta có 838. 7 thì chúng ta sẽ có là 717. Chúng ta có 737. Đó. Vậy cái đường cầu này thì nó không có quá là nhiều số. Chúng ta cần phải nhìn nhận ở đây. Thế nên là bây giờ mọi người để cho mình hình dung cho mình hai cái đường cầu này. Hai cái đường cầu đều trả về chúng ta chỉ có 12 số. Vậy tổng chúng ta sẽ có là 24 số, đúng không ạ? Thì nó có một cái điểm chung ở đây là như thế nào? 9, 8, 7, 1, 3. Đường cầu bên này thì chúng ta có, đây, chúng ta có 3, có 7, có 5, có 2, đó, có 3. Thì nó trùng 3, có 7, nó trùng 7. Vậy nhiều khi cũng có cơ sở nằm trong cái vị trí của trạm đề 3. Và cũng có cơ sở nằm trong cái vị trí của tổng 3, đúng không? Và cũng có cơ sở nằm trong cái tổng 3 mọi người nhé. Mà này, mọi người nhìn cho mình này. Mà cái đường cầu về trạm tổng 3, 73 thì mình cũng có chia sẻ cho mọi người tham khảo là chơi cho 3 ngày cuối tuần là ngày thứ 6, ngày thứ 7, ngày chủ nhật là trạm tổng 73. Thì mọi người hết sức lưu ý cho mình cái vị trí của trạm tổng 73 này rất dễ lổ cho 2 ngày cuối tuần này. Đó chính là buổi chiều ngày hôm nay, buổi chiều ngày mai. Đó, thế nên là mọi người chú ý cho mình cái vị trí của trạm tổng 73 này mọi người nhé. Ok, thì mình có thể là rút ngắn gọn lại cho anh em ở đây thôi. Đây, đó chính là trạm 3. Đó, mình có thể rút ngắn gọn lại cho mọi người là trạm 3 với cái đường cầu này. Đó, còn đối với đường cầu bên này thì chúng ta cũng có trùng 3 rồi, cũng có trùng 7 rồi. Đó. Ok, mọi người chú ý cho mình nhé. Rồi, trạm 3 vào đây. Và vị trí của trạm 1. Đó, trạm 3, trạm 1 đây. Anh em chú ý cho mình cái vị trí này nhá. Đây này. Đó, mình đưa ra cái tỷ lệ về vị trí của trạm tổng 73 này cho 3 ngày cuối tuần thì nó sẽ rơi vào tỷ lệ là 80% cho 3 ngày cuối tuần này. Càng thì chúng ta cũng có là càng 3 càng 8 đây rồi, thì anh em là hết sức chú ý cho mình về vị trí đường cầu trạm tổng này nhá. Cũng cực kỳ là hay đấy. Được chưa ạ? Ok. Đây là về vị trí những con số kết này thì mọi người có thể là lưu ý lại cho mình. Chúng ta có hai đường cầu 12 số nhá. Mọi người xem video để mọi người hết sức phải để ý cho mình, chúng ta có hai đường cầu 12 số.
đây là đường cầu thứ nhất có 12 số và đây là đường cầu thứ hai chúng ta cũng có 12 số này. Ok. Rồi, và một lần nữa thì mình cũng xin nhấn mạnh với tất cả mọi người đang theo dõi video đây. Đó chính là mọi đường cầu và mọi con số mình chia sẻ trên đây thì đều là mang tính chất tham khảo và không có chuẩn 100%. Đó, đưa ra với cái mục đích để cho tất cả mọi người cùng tham khảo. Đó. Và cũng còn một cái vấn đề nữa cũng muốn gửi tất cả mọi người đang theo dõi video đây. Đó chính là về thông tin Zalo và số điện thoại. Về đường cầu lô cầu xiên thì mọi người vẫn tiếp tục chơi lốt khung cho mình thì anh em không có cái gì thắc mắc rồi nhá. Đó thì trên đây là cái thông tin Zalo và số điện thoại chính xác nhất để hỗ trợ tất cả anh em vào bờ một cách an toàn nhất có thể. Và anh em nào mà đang xa bờ, anh em đang bị bí số loạn cầu, những anh em nào mà bị bí số loạn cầu ấy thì cái tỷ lệ xa bờ sẽ rất chi là cao. Đó, thế nên là chính vì vậy mọi người cần hỗ trợ về đường cầu hay con số hay phương pháp chơi thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với thông tin Zalo và số điện thoại của mình trên đây. Chắc chắn rồi, trên Zalo thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em những cái đường cầu kín nhất và những cái con số bảo mật nhất và có những cái tỷ lệ về bờ cho anh em được cao nhất có thể, bởi vì đường cầu kín mà. Đó. Và mọi người có thể liên hệ trực tiếp đến Zalo cho mình là 0379 419 và 207. Nếu anh em không dùng Zalo hay anh em không có Zalo thì anh em có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại cho mình, anh em nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại cho mình mọi người nhá. Và dù ở đâu chăng nữa và dù công việc gì chăng nữa thì uy tín sẽ luôn luôn nhận được những cái sự chính xác nhất. Và thời lượng của video thì cũng như ngày mình cũng sẽ xin kết thúc ở tại đây. Và chúc tất cả mọi người là buổi trưa ngày hôm nay theo dõi video thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chúc mọi người buổi chiều ngày hôm nay lựa chọn được những con số thật chuẩn và chính xác. Và cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình. Hẹn mọi người ở video gần nhất. Chào tất cả anh em nhé.